em xin kính chào tất cả các quý khách hàng thân yêu đến với kênh Khánh Ngọc Hàng Thùng chuyên về hàng di si tuyển ạ em kính chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui thật là nhiều hạnh phúc ạ hôm nay em lại tiếp tục quay trở lại và giới thiệu với mọi người về áo polo dài tay của nhật trước đó thì em cũng có lên hai video để giới thiệu về áo dài tay và đã được mọi người ủng hộ em rất là nhiệt tình em không có đủ hàng để gửi cho mọi người thì hôm nay những ai theo dõi video của em ưng ý nghĩ sản phẩm nào thì gọi điện cho bên em nhé để em được um, tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ Ừ, tất cả các sản phẩm này cũng đã được em giặt là rất là sạch sẽ rồi mọi người nhận hàng chỉ việc sử dụng luôn thôi ạ và hôm nay em cũng vẫn bán với cái giá là 150k một sản phẩm thứ hai sản phẩm trở lên thì em sẽ miễn phí ship giao hàng toàn quốc cho mọi người còn mọi người mua dưới hai sản phẩm thì vui lòng thanh toán giúp em là 23k ạ ừ, em xin phép đi vào bán hàng luôn ạ sản phẩm đầu tiên em lên là một em polo màu đỏ chất là chất len dệt cho em nhé chất len dệt đây, màu đỏ rất là trẻ trung. Mã K1 vai 43, bụng 49 và dài 63. Hiệu của nó đây các chú. Đó, em này có túi nhá. Phần cúc này, phần cúc được dập logo nổi. Kỳ đẹp luôn. Em này khá là trẻ trung dành cho những anh những chú thích những cái gam màu sáng như thế này. Có phối kể ngang ạ. À. nhiên đằng sau là một màu thôi nhá nhiều khách hàng của em những chú trên 60 tuổi cũng vẫn thích những cái màu sáng như thế này rất là trẻ trung ạ sản phẩm tiếp theo mã K2 vai 45 bụng 49 và dài 61 một em polo màu đen phối với nền màu xanh kể ngang ạ em này cũng có túi nhá rất là đẹp em này phù hợp với những chú mà trên 50 tuổi trên 50 tuổi mặc em này tay là tay bo cực kỳ đơn giản là dễ mặc mã K2 vai 45 bụng 49 và dài 61 150k thôi tiếp theo mã C3 K3 vai 40 bụng 47 và dài 61 một em màu xanh chất là chất cốt tông có giãn nhẹ cho em em này cũng có túi ạ Ô, em này tuy nhiên là cổ hơi bạc một xíu thì em tặng Em tặng cho những ai mua hàng nhà em nhé Em tặng mã này Mã K3 vai 40, bụng 47 và dài 61 Mã tặng ạ Tiếp theo Mã K4 vai 47, bụng 53 và dài 74 Một em polo màu đen chất là chất thể thao Phần cổ này được phối với lại màu vàng Rất là đẹp Logo theo ạ phần sau lưng cũng có logo theo nhá, đó cực kỳ đẹp luôn. những anh những chú mà đạp xe này, đi bộ, chơi thể thao, mặc những em này phối với lại quần gió cho em cực kỳ trẻ và năng động luôn ạ, chú ạ. đây tay là tay bo nhá. Thời tiết như hiện tại này, à? những em giày tay này vẫn phù hợp cho cả ba miền luôn. những các anh các chú ở miền Nam á, mua hàng của em, quá trời. Mã K5 vai 42, bụng 50 và dài 68. Một em màu xanh. Chất là chất cốt tông cho em. Xịn cực. Đây, hiệu của nó đây. Màu này cũng rất là đẹp. Đó. Tay này là tay có cúc nhá Tay kiểu tay áo sơ mi ấy ạ Màu xanh, nhẹ nhàng, rất là nhã nhặn. Mã K5, Vai 42, bụng 50 và dài 68. Chỉ với 150k thôi các chú ấy. Màu này rất là trẻ nhá. Đó. Tiếp theo, mã K6. Vai 40, bụng 45 và dài 67 cho một em polo chất cốt tông tổ ong. Một em màu ghi. Rất dễ mặc. Tay tay bo nhá. Cổ là cổ len ạ. À. Và cũng có túi. Kiểu dáng đơn giản, dễ mặc cực kỳ. Anh chú nào cũng có thể mặc được cái gam màu này. Đấy. Em này độ mới rất là cao luôn. Mã K6 vai 40, bụng 45 và dài 67 cho một em polo rất là xịn sò. Giá chỉ với 150 000 thôi ạ. Mã K7 vai 49, bụng 51 và dài 67 một em kẻ đó vẫn có túi ạ à, có túi phần cổ này đẹp chưa ạ à? 150 k cực kỳ đẹp mà rẻ đó tay là tay bo nhá tay bo cho em này màu sắc rất là nhã nhặn luôn các chú ơi mã k 7 vai 49 bụng 51 và dài 67 chất là chất cốt tông cho em nhé em này chất cốt tông mềm nhẹ cực kỳ Mặc rất là thông thoáng luôn. Tiếp theo mã K8. Một em polo màu ghi. Mã K8 vai 49, bụng 50 và dài 71. Chất là chất cốt tông tổ ong mềm cho em. Chất cốt tông mềm. Em này độ mới cực kỳ cao luôn. Đây. Thương hiệu nhá. Có túi ở trước ngược đây ạ. Nhiều những anh, những chú rất thích mặc như áo có túi này. Áo có túi rất là tiện ích. Đây là tay bo này. Cái màu này rất là trẻ trung này. Đó. Độ mới cực kỳ cao ạ. Màu sắc rất là dễ mặc. Mã K8 vai 49, bụng 50 và dài 71 các chú ơi. Đó, mới cực kỳ luôn, chỉ với 150k thôi. Giá rất là rẻ. Mã K9 vai 40, bụng 47 và dài 56 một em màu xanh phối kẻ ngang đây ạ chất liệu là chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn có túi ở trước ngực này có sẻ có sẻ vạt cho em tem và cúc nhá tuy nhiên em này là hơi nhỏ dành cho những anh những chú tầm 45 đến 52 cân mặc em này cho em nhé màu sắc rất là đẹp Mã k 9, vai 40, bụng 47 và dài 56. Tiếp theo. Mã K10, một em màu đỏ. Mã K10, vai 47, bụng 51 và dài 66. Một em polo chất cốt tông, chất cốt tông tổ ong cho em. Em này đẹp cực kỳ luôn, độ mới rất là cao. Polo cứ lắc đây ạ. Thương hiệu rất là nổi tiếng luôn nhé. Có túi này, logo thương hiệu của nó đây. Đó. Em này cực kỳ đẹp luôn các chú ơi. Tay là tay bo nhá. Đây. Đẹp không? Mới lắm ạ. Mã K10, vai 47, bụng 51 và dài 66. Cho một em polo club đẹp cực kỳ. Các chú có thể mặc đi làm này đi chơi đều được luôn. Tiếp theo là một em màu vàng. Mã K11, vai 45 và dài 72. Một em màu vàng nhạt. Em này cũng có túi. Từ Italia đây ạ. Ừ, hiệu của nó đây. Valentino. Em này cũng hơi cũ một xíu. Tiếp theo Tiếp theo là một em màu màu vàng. Mã K11, vai 45 và bụng dài 72. Em này màu vàng nhạt. Đây ạ, có túi, túi được theo mọi người ơi. Em này đến từ Italia nhé. Phần cổ này có phối màu xanh than này. Rất là đẹp. Chất là chất cốt tông, mềm cực kỳ luôn. Tay bo. Mã K11, vai 45, và dài 72. Đó, màu vàng nhạt. Tiếp theo là em K12, vai 40, bụng 48 và dài 65. Còn em màu xanh than. Em này chất là chất cốt tông có giãn nhẹ cho em. có giãn nhẹ nhá. Em này rất là mới, độ mới cực kỳ cao. Đẹp quá. Hiệu của nó đây. Open Gold. Đó, xịn sò cực kỳ luôn. Có một chiếc túi nhỏ xinh xinh này, logo thương hiệu được may ở đây nhá. Đây là của tay là tay bo. Màu xanh than rất là đẹp. Form dáng basic. Em này rất là mới luôn. Thương hiệu xịn sò đấy ạ. Mã KK12, vai 40, bụng 48 và dài 65. Chỉ với 150k thôi các chú ạ. Những em rất là đẹp và xịn sò. Tiếp theo mã K13, vai 47, bụng 52 và dài 69. Em này là màu ghi, ghi sáng. Chất liệu là chất cốt tông tổ ong. Khá là dày dặn. Phần cổ này, cổ len này. Và cũng có túi nhá. Tay bo. Kiểu dáng đơn giản thôi ạ. Đơn giản thông thường. Đó, Em này rất là dày dặn. Đây ạ. Màu sắc đơn giản dễ mặc, phù hợp với nhiều lứa tuổi các chú ơi. Mã K13, vai 47, bụng 52 và dài 69. Em này mới lắm. Đó. đó, mới cực kỳ cao luôn. Chất liệu dày dặn, chất cốt tông, tổ ong mềm cực kỳ. Tiếp theo. K14, vai 44, bụng 47 và dài 65. Em này là chất thể thao, đẹp quá. Màu đen, phần cổ này, phối với màu trắng này. Đây, logo được, logo được theo nhá. Em này có khóa này, cực kỳ trẻ trung đúng không ạ? Chất liệu thể thao này, kiểu dáng cũng thể thao luôn ạ. Phần tay được phối với màu trắng này. Tay bo màu trắng nhá. Em này các chú phối với lại uh, mặc với cái quần uh, gió cho em đi uh, đạp xe này, đi tập thể dục thể thao cực kỳ đẹp luôn. Chất xịn lắm, chất uh, mịn cực kỳ. Mã K14, vai 44, bụng 47 và dài 65. 150k. Rẻ. Tiếp theo là mã 15. K15 vai 44, bụng 48 và dài 62. Một em màu xanh. Hiệu của nó đây cũng được dập ở phần cổ nhé. Phần cổ là màu ghi này. Một túi. Được theo đây ạ. Phần bộ là theo cho em. Đây. Cúc này, cúc có lẽ màu ghi này. Phối màu rất là đẹp. Đẹp cực kỳ chất là chất cốt tông tổ ong độ mới rất là cao các chú ơi đó mã k 15 vai 44 bụng 48 và dài 62 rất là đẹp luôn màu sắc nhã nhặn tiếp theo k 16 một em màu vàng k 16 vai 47 bụng 50 và dài 69 một em màu vàng Ôi em này xịn xò quá đây phần cổ là cổ nen này được phối đẹp chưa ạ túi nhá túi có thêu này thêu thương hiệu nhá rồi thiết kế cái tay này tay có một lớp lưới rất là đẹp chất này cũng là chất kiểu uh, len chất len dệt đấy ạ em mới cực kỳ em này uh, đẹp quá chất nhẹ nhàng mềm mát 3K16, vai 47, bụng 50 và dài 69. 150k mua đâu được những cái sản phẩm đẹp và rẻ như ở bên em. Mọi người tranh thủ đi. Tiếp theo K17, vai 47, bụng 51 và dài 64. Em này cũng rất là đẹp này. Màu tối màu, giá nhặn cực kỳ luôn. Đây. Phần cổ này, cổ len này có phối màu sáng nhá. Có túi ạ. Rất là đẹp. Phù hợp với những cái chú thích những cái gam màu trầm như thế này. Đó. Độ mới rất là cao. Chất là chất len dệt khá là dày dặn đấy ạ. Giữ ấm cho các chú. Đây, tem. Mã K17 vai 47, bụng 51 và dài 64. Hiện tại các shop cũng không còn những cái áo dài tay này để bán. Và em cũng đã đặt hàng rất là lâu rồi với những có những cái sản phẩm đẹp và rẻ như thế này. Mã K18, vai 44, bụng 48 và dài 69. Một em màu xanh thang chất là chất cốt tông mềm cho em. Đây, hiệu của nó đây. Đó, Em này cũng rất là xịn sò nhá, có túi ạ. Tay bo. Chất co giãn nhẹ cho em. Co giãn nhẹ. Mặc thích cực kỳ luôn các chú ơi. Màu sắc nhã nhặn chưa này. Đó. Mã K18, vai 44, bụng 48, dài 69. Một em chất cốt tông, 100% cốt tông mềm cực kỳ nhẹ lắm tiếp theo k 19 vai 47 bụng 55 và dài 71 em này là chất là chất len dệt chất len thông thoáng cực kỳ luôn màu sắc cũng rất là nhẹ nhàng và đẹp có túi ở trước ngực này đây mọi người mặc thì mọi người mở một cái cúc này cho em này đó, phối với màu xanh đẹp chưa các chú ơi? Rất là trẻ luôn. Màu sắc nhẹ nhàng, màu vàng nhẹ, mát mắt cực kỳ, chất thông thoáng. Chất nên dệt nhưng mà thoáng lắm ạ. Đó. Mã K19, vai 47, bụng 55 và dài 71. Chất nhẹ quá, chất nhẹ và thông thoáng. Phù hợp với ba miền luôn, với thời tiết như thế này. Tiếp theo. Mã K20, vai 41, bụng 46 và dài 64. Một em màu trắng nhá Một em màu trắng chất cũng là chất cốt tông. Hối với lại kẻ ngang cho em này. Rồi, có túi. Rất là đẹp luôn. Đây, hiệu của nó đây ạ. Thương hiệu nhá Toàn hàng hiệu thôi. Toàn hàng hiệu của Nhật đẹp. Hay bo. Những cái kiểu dáng này đơn giản các chú thích cực kỳ luôn. Các chú chốt nhanh đi không hết ạ. À. Nhiều chú gọi điện chốt hàng mà lại bảo xui quá. Không đến lượt luôn. Tiếp theo. K21, vai 44, mươi 46 và dài 65. Một em màu vàng. Vàng nhẹ, lông gà. Của nhà đan lót của em này đẹp quá đây ạ, túi này được thêu logo con đại bàng ở đây nhé. Ôi thiết kế cái cái cổ này đẹp chưa? rất là sang trọng, màu nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tay nè, tay tay kiểu như kiểu sơ mi có hai cúc luôn ạ, xịn sò quá. Đây, một gam màu rất là đẹp. Mã K21, vai 44, bụng 46 và dài 65. Chất cốt tông, 100% cốt tông cho em nhé. Nhà đăn lót đấy ạ. Một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng. K22, vai 49, bụng 51 và dài 65. Em này là em này là chất cốt chất len dệt nhẹ nhàng, mềm cực kỳ luôn. Các chú mặc rất là dễ chịu. Đây. Em này cũng có túi các chú nhá. Phù hợp với các chú, các chú từ trên 50 tuổi trở đi mặc em này hợp cho em. Chất liệu nhẹ nhàng lắm các chú ơi, tay bo ạ. Có chú chốt lên cả chục con luôn. Chục chiếc để chú mặc dần. Của nhà Italia nhé, Italia. Đây, màu sắc nhã nhặn cực kỳ đây. Đẹp quá, nhẹ nhàng. Mã K22 vai 49, bụng 51 và dài 65. Tiếp theo là một em màu đen. K23 vai 44, bụng 50 và dài 65. K23. À, em này cũng xịn quá. Em này cũng xịn quá. Đây. Vẫn là em có túi nhá. Có túi, chất là chất thể thao. Chất thể thao mềm, mềm lắm tay bo này một màu đen rất là đơn giản dễ mặc em nhật cho em đó đẹp quá nhẹ nhàng mã k 23 vai 44 bụng 50 và dài 65 màu này chú nào cũng có thể mặc được anh nào chú nào cũng thể mặc được rất là dễ mặc sạch sẽ 23 Tiếp đến là 24 này. Mã K24, vai 41, bụng 44 và dài 64. Một em màu vàng nhẹ, màu vàng nhẹ cho em. Đích London. Xịn sò cực kỳ luôn, hiệu đấy ạ. Cũng có túi này được theo nhá. Đó. Cổ rất là đẹp. Màu sắc nhẹ nhàng, chất này cũng xịn đây. Chất xịn thiết kế này, cái này là cúc kiểu áo sơ mi các chú ạ đẹp cực kỳ nhã nhặn cực kỳ các chú vẫn có thể mặc đi chơi này một sản phẩm rẻ 150k thôi mã K24 vai 41 bụng 44 và dài 64 màu sắc nhẹ nhàng rất là dễ mặc tiếp theo 25, vai 44, bụng 52 và dài 65. Đây là một em màu đen. Một em màu đen. Đây, hiệu của nó đây nhá, phần cúc ấy, cũng có dập thương hiệu cho em này. Xịn sò cực kỳ, chất là chất cốt tông. Chất cốt tông thông hơi, nhẹ nhàng, tay bo, độ mới cực kỳ cao luôn các chú ạ. Đó, rất là đơn giản thôi nhưng mà mặc lên cũng khá là sang trọng đó vì em này là của hiệu mà hàng hiệu mà hàng nhật cực kỳ đẹp chất lượng thì các chú không phải chê rồi ạ đó mềm quá mã k 25 vai 43 bụng 52 và dài 65 đẹp quá chất liệu xịn cực kỳ Đấy. Chú nào mà biết sớm toàn chốt cho em bảy con luôn. Mã K26, vai 44, bụng 51 và dài 68. Em này là màu xanh anh Màu xanh. Cũng là chất là chất thể thao nhé. Rất là nhẹ luôn. Nhẹ đẹp lắm ạ. Kiểu dáng đơn giản, tay bo này. Các chú mặc đi tập thể dục, thể thao. Rất là nhẹ nhàng, không thấm mồ hôi các chú ơi. Màu sắc đơn giản Màu sắc nhẹ nhàng, đơn giản, cực kỳ đẹp luôn Không hề thấm mồ hôi luôn nhá Tiếp theo Mã K27 Vai 48, bụng 51 và dài 50 Một em màu xanh nhạt Màu xanh nhạt Có túi này toàn bộ được theo nhá oh, Em này, em này bị ố một xíu bố một chút ạ. Thôi em để tặng mã này. Em tặng mã này cho những anh những chú mua hàng nhà em. Mua từ hai sản phẩm cho nên em sẽ tặng. Mã K27, vai 48, bụng 51 và dài 50. Những anh những chú nào vừa số đo của mình thì liên hệ với em nhé. Em sẽ tặng luôn. Mã K28, vai 44, bụng 49 và dài 68. Một em màu ghi ghi muối tiêu rất là xịn chất khá là dày dặn luôn đây hiệu của nó đây này phần cổ này cũng được dập thương hiệu nhá em này có túi ở trước ngực đây ạ cúc cũng rất là xịn luôn chất liệu khá dày dặn chất là chất len ấy chất len cho các chú mặc rất là ấm đây ạ K28 vai 44, bụng 49 và dài 68. Màu này cũng rất là dễ mặc này các chú ạ. Tiếp theo. Mã K29 vai 46, bụng 52 và dài 63. Em màu đen chất là chất cốt tông tổ ong. Xịn sò quá. Em này là nhà polo nhá. Hiện em polo. Đây thương hiệu được theo nhá. Đó. Chất khá là dày dặn, xịn sò. Đây. Có sẻ vạt cho em này. Tem mát đầy đủ. Tay cũng là tay bo nhá. Kiểu dáng đơn giản. Mã K29, vai 46, bụng 52 và dài 63. Một em polo chất cốt tông, chất cốt tông tổ ong xịn cực kỳ, độ mới rất là cao, dày dặn ạ. Thương hiệu này rất là nổi tiếng rồi. K30, vai 42, bụng 48 và dài 66. Em này cũng rất là xịn này. Đây, hiệu của nó đây. Được dập ở trên cúc nhá. nhá. Em mà thương hiệu xịn sò đều làm như thế đấy ạ. Túi này, cũng được theo logo thương hiệu đây ạ Em này khá là trẻ trung Dáng Slim fit Dành cho những chú Thích những kiểu dáng Ôm như thế này, body như thế này Tay này, tay có bo nhá Màu này Kỳ đẹp Rất là trẻ trung Mã K30 Vai 42, bụng 48 Và dài 66 Đó, nhà em toàn những hàng đẹp mà rẻ thôi mọi người ạ Tiếp theo. Mã 30 rồi. 31 đâu nhỉ? Đây. K31, vai 42, bụng 51 và dài 63. Một em cũng màu xanh than. Với em này của nhà đăn lốp này. Xịn chưa? Có phối với màu đỏ nhá. Đây. Hiệu của nó đây. Đấy, nhà đăn lốp. túi cũng được theo này đẹp quá em này là chất cũng là chất cốt tông chất cốt tông mềm lắm tay bo kiểu dáng đơn giản xịn sò chất liệu rất là đanh vải này dày dặn chưa màu sắc cũng nhã nhặn dễ mặc đẹp cực kỳ mã k 31 vai 42 bụng 51 và dài 63 31 rồi 32 đâu nhỉ đây 32, một em polo màu đỏ. Mã K32, vai 46, bụng 54 và dài 72. Một em màu đỏ chất cốt tông, chất cốt tông dệt. dệt. Đó, phần cổ này cổ được phối màu kẻ này. Đẹp chưa ạ? Cực kỳ trẻ trung. Nào cũng có túi nhá. Đây, màu sắc này phù hợp với những anh ấy chú thích những cái màu nổi bật hay bo em này độ mới rất là cao dày dặn xịn sò cực kỳ luôn mua ở đâu với cái giá hời như thế này các chú đó mã k 32 vai 46 bụng 54 và dài 72 xịn sò quá k 33 vai 43 bụng 50 và dài 60 một em màu xanh than chất là chất là thể thao nhẹ nhàng thông thoáng để các chú mặc đi chơi thể thao này đi đạp xe đi bộ đánh cầu lông tennis mặc những em này thay cho em giữ nhiệt vì nó có cổ thì mình có thể mặc ra ngoài được đi chơi thể thao rất là nhẹ nhàng lịch sự chất liệu thông thoáng cực kỳ các chú ạ đó màu sắc dễ mặc Mã K33, vai 43, bụng 50 và dài 60. Mỗi chú làm mấy cái mặc dần. Rất là rẻ và đẹp. Mã K34, vai 46, bụng 53 và dài 69. Một em màu trắng. Chất liệu là chất cốt tông. Chất cốt tông mềm cực kỳ luôn ạ. Đây. Được dập chữ ở đây nhá, em này rất là trẻ này phần cổ này phối với màu đen này xịn sò chưa túi cũng được theo nhé rất là trẻ chung 150k thôi chất cốt tông mềm cực kỳ em này cũng khá là mới Mã K34, vai 46, bụng 53 và dài 69. Một em màu trắng, chất cốt tông mềm cực kỳ rẻ quá anh bán rẻ thế nhỉ mã K35 vai 48 bụng 54 và dài 51 một em màu đen này phối với lại cổ trắng nổi chưa ạ đây thương hiệu được dập ở trước ngực này em này là chất kiểu như chất cốt tông có giãn nhẹ có giãn nhẹ cho em này nó tay bo nhá độ mới cực kỳ cao form uh, dáng form suông đẹp quá mới rất là mới luôn mã K35 vai 48 bụng 54 và dài 71 150k thôi những cái sản phẩm đẹp như thế này đẹp và chất lượng Mã K36, vai 45, bụng 47 và dài 60. Một em màu vàng nhà Ôi em này, quần nhà gốc này. Đây, quần cổ này, cổ len. Phối này màu nhã nhặn cực kỳ. Túi nhá, cũng được theo này. Đẹp quá. Chất liệu là chất cốt tông ong cho em. Khá là dày dặn. Đây, cúc và tem mát đầy đủ. Mã K36 vai 45, bụng 47 và dài 60. Đẹp quá các chú ạ. Đây. Đẹp chưa? Chất liệu đanh chất cốt tông tổ ong. Mới rất là cao, độ mới cao này. Đẹp chưa? Tiếp là một em màu đỏ. Mã K37 vai 48, bụng 50 và dài 66. Một em màu đỏ của nhà crocodile cá sấu đây đây em này cũng rất là mới nhá Phong dáng đơn giản thôi những anh những chú mặc đi chơi thể thao này với những cái màu sáng như này màu đỏ này rất là nổi bật và trẻ trung dân thể thao mà thích nổi bật và trẻ trung năng động crocodile đấy ạ mã k 37 vai 48 bụng 50 và dài 66 chất là chất cốt tông nhá chất cốt tông tổ ong mềm cực kỳ crocodile thì nhiều người cũng biết rồi đúng không ạ một thương hiệu rất là nổi tiếng mã k 38 vai 48 bụng 50 và dài 68 một em màu vàng phối với kệ xanh này vàng nhạt phối với kệ xanh này vàng này đẹp chưa ạ chất là chất chất cốt tông cho em nhé đây tay là tay bo phần cổ nen em này cũng rất là mới hiệu của nó đây được may cái cái logo của hiệu nữa nó đây một trăm phần trăm cốt tông xịn sò cực kỳ luôn đấy em này màu sắc cũng là trẻ này trẻ chung cực kỳ mã k 38 vai 48 bụng 50 và dài 68 mươi Mua đâu được những cái em chất cốt tông mềm Mà giá hời như thế ạ Các anh các chú ơi Má K39 Vai 41 Bụng 46 và dài 58 Một em chất là chất cốt tông tổ ong Chất cốt tông tổ ong Nhẹ nhàng gỗ len này Có túi nhá Phối kệ ngang hai màu này Phối hợp với nhau Rất là ưng ý hay bò màu sắc phối rất là hợp luôn đó nhã nhặn trẻ trung cực kỳ xịn sò quá chất liệu rất là dày dặn mã K39 vai 41 bụng 46 và dài 58 cho một em cốt tông giá chỉ với 150k thôi không thể mua đâu được cái giá hời như thế đâu ạ Mã K40, vai 43, bụng 47 và dài 68. Một em chất cốt tông. Màu xanh than cho em. Đây. Hiệu của nó đây ạ. Đây phần cổ này, phần cổ phối màu trắng nhá. Đẹp cực kỳ luôn. Túi cũng là theo cho em này. Những kiểu dáng này thì may rất là đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Mã K40, vai 43, bụng 47 và dài 68 màu xanh than chất cốt tông mềm lắm các chú ơi đó tiếp theo K41 vai 48, bụng 53 và dài 65 một em màu đỏ hối với lại kẻ ngang này hiệu của nó này KB Sport này một túi ở trước ngực nhé tay cũng là tay bò ạ. Màu sắc khá là nổi bật. Phù hợp với những anh những chú ở trên 50 tuổi trở lên mặc màu này. Những chú mặc những gam màu này à. ừ, rất là trẻ đấy ạ. Đây. Độ mới rất là cao. Xịn sò chất cốt tông. Đẹp dã man. Mã K41, bụng 48 ạ. Đây, à, xin lỗi vai 48, bụng 53 và dài 65. Cho một em chất cốt tông chỉ với giá 150.000 thôi. Tiếp theo. K42, vai 48, bụng 51 và dài 69. Một em màu đen. Em màu đen phối với lại kẹ chám này. Phần cổ này có phối màu trắng nhá. Có túi đây ạ. Đấy. Nhã nhặn cực kỳ. Tuy nhiên ở phần sau thì chỉ là màu đen thôi nhé. Mã K42, vai 48, bụng 51 và dài 69. Xịn sò lắm, chất cốt tông mềm. Chất cốt tông mềm các chú ơi. Đó, các chú mặc màu này này. Đẹp lắm. Một gam màu nhã nhặn. Xịn sò cực kỳ luôn. Zoom gần cho các chú thấy. Xịn sò lắm màu sắc đẹp kiểu dáng đẹp tiếp theo mã k 43 vai 42 bụng 41 và dài 59 một em màu xanh xanh khá là lạ em này của Burberry đấy ạ London 100 phần trăm cốt tông đây hiệu con ngựa đấy xịn sò chưa phần cổ này có biết là nó màu khác hay là nó bị phai màu nhỉ nhưng mà vẫn là rất là ok Màu sắc rất là lạ và đẹp Đây Đó Chất, Chất mềm dã man tem Đây Màu sắc, Màu sắc, sắc lạ đẹp, đẹp. Burberry mọi người ơi Mã K43 Vai 42 Bụng 41 Và dài 59 150.000 K44, vai 43, bụng 50 và dài 67. một em màu xanh thang Phần cổ là với, với màu ghi này. Màu ghi sáng. Em này cũng có túi nhá các chú ơi. Chú các chị thích có túi thôi. Túi để đựng đồ chú. Đấy. Rất là đẹp và nhã nhặn các chú ạ. Mặc nhẹ nhàng, dễ mặc cực kỳ. Chất là chất cốt tông chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn cho em nhé xịn sò chưa cứ zoom gần chất cho các chú thấy mã k 44 vai 43 bụng 50 và dài 68 một em chất cốt tông xịn quá thấy còn rẻ nữa chứ các chú mua rất là hời luôn mã k 45 vai 42, bụng 55 và dài 69, em này đúng chất thể thao. Đẹp chưa? Đấy màu xanh. Ngực màu xanh này. Tay phối này. Đẹp dã man. Đúng chất thể thao luôn các chú ơi. Đạp xe đi bộ chơi cầu lông, cực kỳ đẹp. Tay bo em này độ mới rất là cao. Chất mềm, chất thun thể thao đẹp cực kỳ đó. Zoom xa cho các chú xem này. Zoom gần. Đẹp quá. Màu sắc nhã nhặn. Mã k 45, vai 42, bụng 55 và dài 69. Trời ơi sao em bán rẻ thế này. Đó. Bảo sao các chú toàn những chú lấy luôn 5 7 con. Một phát lấy luôn 5 7 con có chú lấy chục con không có hàng bán luôn ạ. À. Mã K46, vai 41, bụng 47 và dài 64. Một em màu xanh, phối với lại kệ này, kẻ ôm, vuông. Nó có túi ở trước ngực nhá. Cái phần cúc này nó thiết kế dài một xíu như vậy, rất là sang. Rất là sang trọng. Đẹp, màu sắc dễ mặc. toàn những cái gam màu nhẹ sắc dễ mặc thôi ạ. À nhã nhặn nhã nhặn cực kỳ luôn các chú ơi mã K bốn mươi sáu vai bốn mươi một bụng bốn mươi bảy và dài sáu mươi bốn chất là chất uh, cốt tông nhá cốt tông dệt chất len dệt đẹp màu sắc nhã nhặn cực kỳ tiếp theo K bốn mươi bảy ca 47, vai 47, bụng 52 và dài 66. Em này là chất chất thể thao. Chất thể thao nhẹ nhàng thông thoáng. Đây có túi ở ngực đây các chú ơi. Mặc như em này đi chơi thể thao không sợ đổ mồ hôi nhá. Thông thoáng cực kỳ. Em này rất là mới. Đó. Nhã nhặn, màu sắc dễ mặc, Mã K 47, vai 47, bụng 52 và dài 66 cho những chú đi tập thể thao này. Nên mặc những em này cho em thông thoáng cực kỳ. Tem mát đầy đủ. 47 rồi. 48. Nay em lên 50 mã. Mã K 48, vai 47, bụng 50 và dài 66 cho một em chất là chất cốt tông chất cốt tông mềm này gam màu rất là nhã nhặn cổ được phối màu xanh nhá cũng có túi cho em này đó tay bo này gam màu cực kỳ nhã nhặn luôn mã k 48 vai 47 bụng 50 và dài 66 chất cốt tông mềm nhẹ mát thông thoáng 150k các chú nhanh tay chốt không hết đấy ạ. Nhiều chú gọi đến mấy lần, đều không chốt được. Chú bảo sao chú xui thế? Thế thì chú tranh thủ chốt đi. Mã K49, vai 45, bụng 48 và dài 66. Một em màu trắng. Màu trắng rất là xịn sò đây. Hiệu của nó đây. Đây, logo được theo toàn bộ cho em này. Phối với cổ màu lé màu xanh than nhé đây mọi người mặc thì mọi người tháo một cái cúc này ra cho em Mình cổ được phối với màu kẹ sơ mi này đẹp dã man luôn mà lại còn rẻ nữa chứ đó hay có một lo này mới cực kỳ luôn độ mới rất là cao trắng tinh mã K49, vai 45, bụng 48 và dài 66. K49 ạ. Đó. Đẹp chưa? Chất là chất cốt tông. Chất cốt tông mềm lắm. Xịn sò cực kỳ. Sản phẩm cuối cùng. K50, vai 44, bụng 48 và dài 64. Một em màu xanh ghi. Em này cũng rất là đẹp nhá. Màu sắc nhã nhặn cực kỳ luôn. Của nhà Valentino đấy ạ thương hiệu rất là nổi tiếng luôn phần cổ này được phối với vải sơ mi này tháo một cái cúc đi ra cho các anh các chú xem mặc thì thường tháo một cái cúc này ra cho nó dễ chịu thông thoáng đây có túi ở trước ngực này tay cũng là tay bo nhá đẹp màu này quá đẹp luôn đấy ạ đẹp quá trời luôn màu nhẹ nhàng dễ mặc mã cuối cùng k 50 vai 44, bụng 48 và dài 64. Chất cốt tông. Chất cốt tông mềm nhẹ cực kỳ cho em. Đó, màu sắc dễ mặc chưa ạ? Nhã nhặn. Đó. Hôm nay em cũng đã lên 50 sản phẩm vâng, áo polo dài tay rồi ạ. Thì mọi người ưng ý sản phẩm nào thì nhanh tay gọi điện đến số hotline của em trên màn hình nhé. Hoặc nhắn tin vào số Zalo 0948241055 để được em tư vấn và gửi hàng cho mọi người ạ. Like theo dõi video của em chưa có đăng ký kênh thì vui lòng ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các siêu phẩm em lên vào 9 giờ sáng hàng ngày. Em xin chào và hẹn gặp lại vào